Thưa quý vị, với những người yêu nhạc sĩ Công Sơn và Khánh Ly thì có lẽ đã nghe rất nhiều những giai thoại tuyệt đẹp về cặp đôi này. Có lần chị Công Sơn đã nói về giọng ca Khánh Ly khi ông mới lần đầu gặp nữ ca sĩ. Chị Công Sơn nói rằng giọng ca của Khánh Ly là một giọng ca buồn và não nề. Thế nhưng đó không phải là cái buồn của sự bi lụy, của sự não nề thông thường, mà đó là một cái buồn của sự bình thản. Vậy thì còn nỗi buồn nào buồn hơn là một nỗi buồn bình thản? Giống như khi chúng ta thản nhiên nhìn nỗi buồn trôi qua trước mắt, giống như trong nắng chiều, lá thu phải rơi và ánh sáng phải tắt. Vậy thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng cảm nhận một chút nỗi buồn bình thản qua những ca từ rất đẹp, rất thơ của một bài hát đã đi vào huyền thoại, nhạc Trịnh, Nhìn những mùa thu đi. Xưa anh ghi bằng chiều thu vắng,
mộng nhạt phai. Chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng chiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt. Thank you.